Now look at the picture. What are these pictures about? About? What are these pictures about? Who can? Hoài Thương. Cái bức tranh này nói về gì đây, Hoài Thương? Country life and city life. Yeah. Do you like country life or city life? Tuấn Anh, do you like city life or country life? I like country life. Yeah, country life. Why you like country life? Because it's beautiful. It's beautiful and quiet, peaceful, peaceful, beautiful and quiet. Now, today we are studying unit 8, country life and city life. Lesson, listen and read. The first new word. Class, look at the picture and find some meaning of new word. Nào, cô có từ permanent. Permanent. Nào, Vietnamese permanent. Chế các bạn tìm từ mới cho cô nào. Vietnamese permanent, Bảo Châu. Bảo Châu không có câu trả lời hả? Bảo Châu ơi. Cô là dài hạn. À, vĩnh viễn lâu dài, chú ý đi, nghe cô gọi thì trả lời nhé Châu. Rồi, permanently sang trạng từ, tính từ là permanent và trạng từ là permanently, một cách vĩnh viễn, một cách lâu dài. Rồi, entertain, entertain. Vietnamese entertain. Uyên Thư. Uyên Thư ơi. Uyên Thư đâu rồi? Bạn Uyên Thư cô gọi sao mấy nay lớp không? Không có bạn nào biểu rồi, cô gọi cũng không thấy Thư ha. Mạng của em bị lag hả cô? Rồi, Vietnamese entertain. Để thưa cô, entertain có nghĩa là giải trí hả? Ừ, giải trí. Go on, entertainment. Danh từ của nó, động từ là giải trí, còn danh từ là sự giải trí. Entertainment. Entertainment là sang danh từ sự giải trí. Rồi, accessible. Accessible. Vietnamese Yến, accessible. Bạn Yến ơi, accessible, that's mean in Vietnamese. Bạn Yến ơi. Dạ, dạ, dạ thưa cô là mấy bạn này về nhà không có chuẩn bị từ rồi, không chuẩn bị bài rồi, cô gọi là biết là không chuẩn bị bài rồi. Rồi cô mời bạn Nhất Phương. Lột hay kể cho đứa. Từ từ về. Nhất Phương. Nhất Phương cũng không có tín hiệu trả lời cô luôn. Rồi Hoài Thương. Hello cô ơi. Em nói đi. Cô nghe được hả cô? Nghe được, em nói đi. Cô là accessible là có thể truy cập à? Có thể tiếp cận được. Rồi medical facilities. Rồi there are a lot of medical facilities. Hoài Thương. Bạn Thương ơi, bật cái mic to lên, nói to lên Thương. Bạn Thương ơi. Bạn Thương cũng không có tín hiệu trả lời cô hôm nay, lớp bị sao đó. Bạn Tuấn Anh, mời Tuấn Anh, Tuấn Anh. Dạ thưa cô, là cơ sở y tế. À, cơ sở y tế hay là các phương tiện, thiết bị y tế, các thiết bị y tế. Rồi trang, trang, động từ trang. Trang, Việt Nam, Châu.
cô là thay đổi. À, động từ là thay đổi, danh từ là sự thay đổi. Nếu là verb thì nó là thay đổi và now thì nó là sự thay đổi. Cái này vừa là now vừa là verb. Rồi repeat new word after me in silence. Permanent, permanently, entertain, entertainment, accessible, medical facility, train. Again, permanent, permanently, entertain, entertainment, accessible, medical facility, train. Repeat na. Nghiệp. Cô là repeat. Permanent. Thưa cô là permanent, permanently, entertainment, accessible. Stop, stop, stop. Rồi, cô mời bạn Tuấn Anh. Thầy cô accessible, medical, facility. Facility, medical, facility, chain. Yeah, rồi về nhà các bạn đọc ở nhà và viết ra cho thuộc đi ha. Viết cho thuộc ở nhà. Cô có điểm ngữ pháp. Điểm ngữ pháp trong bài này cô giới thiệu qua ở cái phần listen and read và chúng ta sẽ học kỹ hơn trong tiết language focus. Many remote areas are getting electricity. Life in the province is changing for the better. À, các bạn nhìn lên đây, ở phía trước này là many remote area. Life in the province, cô gọi cái này là subject, chủ từ. Rồi đến EMA, đây là EMA là động từ to be. Quan sát cho cô động từ getting và training. Getting và training. À, nó có dạng nào đây, Khánh Duyên? Động từ get và động từ train có dạng nào? Dạng thêm in ạ. À, dạng thêm in. Vậy thì cô sẽ có là EMA verb in, EMA verb in. Và verb in ở đây là hai động từ get và train. Nào, lúc nào mình biết nghĩa hai động từ này rồi. Và bây giờ cái cấu trúc của cái thì này gọi là thì nào đây? Rồi, thì nào mình được học năm lớp 6, lớp 7 rất nhiều. Và từ đầu năm bây giờ mình làm quen rất nhiều với nó rồi. À, mời bạn, bạn Thúy. Thì nào đây Thùy? Dạ, cô là thì hiện tại tiếp diễn. À đúng rồi, thì hiện tại tiếp diễn. Thì hiện tại tiếp diễn chỉ sự đang dần thay đổi. Đang dần thay đổi, tức là chúng ta dùng động từ get và train là đang thay đổi. Rất nhiều miền xa xôi đang dần có điện. À, rồi cuộc sống ở các tỉnh thì bây giờ đang thay đổi nhiều hơn. À, đang thay đổi, đang thay đổi. Vậy ta sẽ dùng hai cái động từ getting và changing này để nói về sự đang dần thay đổi với thì hiện tại tiếp diễn. Đó là getting và changing thôi. À, và ở đây bạn vừa nói đó là the present progressive tense thì hiện tại tiếp diễn để nói về sự đang dần thay đổi với getting và changing. Chúng ta ghi hai câu đó vào. Now write down in your notebook. Ghi điểm ngữ pháp này vào đi. Talking about the trend là nói về sự thay đổi. Talking about the trend. The present progressive tense subject EMA verb in mà ở đây là verb in cô lấy hai động từ là getting và training để nói về sự đang dần thay đổi. Sự thay đổi trend, sự thay đổi. Write down in your notebook về học thuộc mẫu câu này nhé. Viết vô vở. Are you ready, class? Viết xong chưa? Viết xong chưa mấy bạn ơi? Dạ rồi. Rồi, các bạn hãy trước khi mà đoán chưa for thì các bạn hãy dự đoán trước
cho cô. Sau khi làm xong, đọc xong bài đọc thì các bạn hãy đánh answer to our form. Now went to the countryside for 3 days. Many things are changing in the countryside. Now want to live there permanently. Hoa prefer the countryside because people are friendly and the air is clean. Now read the dialogue, then answer to our form. Now listen, the first listen to the tape. Unit 8. Country life and city life. Listen and read. Mấy bạn ơi, có nghe ban đọc. Hi, Ma. Have you been away? Yes, I went to the countryside for the weekend. Where did you go? I went to Kim Lien. It's a village. Some of my relatives live there. I've heard it's a beautiful place. Cô hỏi lớp có nghe được băng đọc không để cô biết đường mà không ai trả lời sao đấy nhỉ? Vậy nãy không nghe được. Nghe được cô ơi. Nghe được thì nói cô là làm ơn nói là nghe được để cô biết đường chứ, tại vì cô ở bên này cô không biết các bạn có nghe được hay không. Mà cô hỏi đến 4-5 câu không ai trả lời thế là sao? Nghe được thì nói. Dạ. Cô hỏi trước, cô hỏi bao nhiêu câu mà không ai trả lời vậy đó. Unit 8. Country life and city life. Listen and read. Hi, Matt. Have you been away? Yes, I went to the countryside for the weekend. Where did you go? I went to Kim Lien. It's a village. Some of my relatives live there. I've heard it's a beautiful place. It is, and it's very quiet and peaceful. I had a really nice weekend, but I don't want to live there permanently. Why not? It's too quiet. There is nothing to do. Yes, but things are changing in the countryside. Such as? Many remote areas are getting electricity. People can now have things like refrigerators and TV. That too. TV is bringing not only information, but also entertainment. And medical facilities are more accessible too. Life in the provinces is definitely changing for the better. But the city has so much more to offer. In many ways, I prefer the countryside. Life is simple, people are friendly, and the air is clean. Unit 8. Country life and city life. Listen and read. Hi, Matt. Have you been away? Yes, I am going to the countryside for the weekend. Where did you go? I went to Kim Lien. It's a village. Some of my relatives live there. I've heard it's a beautiful place. It is, and it's very quiet and peaceful. I had a really nice weekend, but I don't want to live there permanently. Why not? It's too quiet. There is nothing to do. Yes, but things are changing in the countryside. Such as? Many remote areas are getting electricity. People can now have things like refrigerators and TV. That too. TV is bringing not only information, but also entertainment. And medical facilities are more accessible too. Life in the provinces is definitely changing for the better. But the city has so much more to offer. In many ways, I prefer the countryside. Life is simple. People are friendly and the air is clean. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta có cái mẫu câu này. Mình học năm lớp 7 rồi, cô nhắc lại. TV is bringing not only information but also entertainment. À, ta có mẫu là not only but also. Bạn nào còn nhớ mẫu này? À, bạn Tuấn Anh. Not only but also. City not only beautiful but also intelligent. Tuấn Anh. Dạ, thưa cô. Tuấn Anh thôi. Mẫu câu này học rồi, cô hỏi lại thôi. Là cô ơi. Dạ, nhớ cái... không? Câu... em quên cái câu gì? Mẫu câu đó, not
only chấm chấm but also chấm chấm nó là mẫu câu gì đây? Rồi mời bạn Thương. Dạ thưa cô, là mẫu câu không những mà còn hả cô? À không những mà còn. TV mang đến không những là những các thông tin mà còn là sự giải trí. À, mà hai cái từ không những mà còn này thì nghĩa của nó tương đồng với nhau chứ không được đối lập nhau. Rồi chúng ta có cái mẫu câu đầu tiên là have you been away thì nào đây? Thì nào mình mới học bài số 7 xong đấy Châu. Thì hiện tại hoàn thành này. À thì hiện tại hoàn thành. I went là thì quá khứ đơn, where did quá khứ đơn vân vân. À rồi I've heard cũng là hiện tại hoàn thành vân vân ha. Mấy mẫu câu mình đã được học rồi, về nhà các bạn đọc bài ở nhà nhiều. Rồi bây giờ hai bạn đọc lại bài giùm cô. À, mời bạn Tuấn Anh and Châu. Ina, have you been away? Yes, I went to the countryside for the weekend. Where did you go? I went to Kim Liên. It's a village. Some of my relatives live there. I have it. A beautiful land. À, bạn Tuấn Anh ơi, I've heard. I've heard ở đây là vờ là viết tắt của have của hiện tại hoàn thành á. Heard là cột 3 của động từ here. I've heard it a beautiful land. It is and it's very quiet and peaceful. I had a really nice weekend, but I don't want to live there permanently. Why not? It's too quiet. There is nothing to do. Yes, but things are changing in the countryside. Yes. Many remote areas. Arresting electricity, people can now have things like cái từ đó từ gì cô? Refrigerator, cái tủ lạnh á. Refrigerator and TV. That too, TV is bringing not only information but also also entertainment and medical facilities are more easily accessible to live in the province definitely changing for the better. But the city has so much more to offer. In many ways, I prefer and the countryside life is simple. People are friendly and the air is clear. The air is clean. Yeah. Rồi về nhà lớp đọc lại bài nhà nhiều vô nhỉ? Các bạn đọc là chưa có trôi chảy. Rồi, à, bây giờ vào làm cho cô bài tập bên trên này, đó là answer true or false. Nào, number one, I went to the countryside for 3 days. True or false? Nào, who can? Cha cô không thấy bạn nào giơ tay hết đấy. Rồi, Khẩn Trương. Rồi, bạn Bảo Yến. True or false, Yến? Dạ, thưa cô là false. False. Rồi. Nào, collect Yến. Dạ, ở chỗ 3 days phải đổi thành là when day. The weekend. Nào, Minh Thủy. Number 2. Dạ, cô là 2 ạ. À, 2. Many things is changing in the countryside. Mọi thứ thì đang thay đổi ở miền quê, đúng rồi. À, nó đang dần có điện, có tivi, vân vân đó. Rồi. Rồi, now want to live there permanently.
Now, who can answer Java? Rồi, không bạn nào giơ tay. Khánh Duyên. Dạ là... Khánh Duyên ơi. Dạ là... Chu ạ. Chu à, Chu không đúng. Rồi, câu này phải là for. Na nói bạn là I don't want to live there permanently. Mà bây giờ trong bài đó là I want. Đúng không? Rồi, câu này sẽ là for. À, she doesn't want. Ta sửa lại là doesn't want. Rồi, number four, Hoa prefer Brito là thích hơn the countryside because many people are friendly and the air is clean. Chưa for? Chưa for bạn bạn Trường An, à Trường Vi. Trường Vi ơi. Dạ, cô là Châu. À, Châu. Rồi, đúng rồi. Rồi về nhà các bạn đọc bài ở nhà nhiều hơn nhá. Cô thấy một số bạn là chưa chuẩn bị bài đâu. Nào, practice in pair, ask and answer the question. Bài này không có mẫu câu mới. Nó nhắc về điểm ngữ pháp là nhắc lại thì hiện tại hoàn thành. Nhắc lại mẫu câu not only but also. Mình học năm lớp 7 rồi như cô vừa nói đó. Sau not only, ở giữa not only và but also là một danh từ hoặc là một tính từ. Trong bài của ta là ở giữa not only but also là một danh từ, nhưng có thể cô cho hai tính từ tương đồng cũng được. À, ví dụ she is not only beautiful but also intelligent đó. Cô ta không những đẹp mà còn thông minh. Đó, hai tính từ này bổ sung nghĩa cho nhau. Now from question A to question D. E. Now answer. Where has Na been? How long was she there? What in her opinion of the countryside? Opinion là trước mình học rồi. Nào Vietnam opinion, Tuấn Anh opinion. Tuấn Anh ơi, Vietnam opinion. Đây cô là có ý kiến ạ, ý kiến. À, ý kiến, ý tưởng. Ý kiến, ý tưởng. Now say there's nothing to do. What does she mean by it? Bạn nào hiểu câu này nói gì vậy? Bạn Thương. Now say there's nothing to do. What does she mean by it? Việt Nam ý Thương, dịch dùng cô câu này với. Cô là Na nói ở đó là không There is nothing to do. Nothing là không có cái gì đó. Tôi có là ở đó không có gì để làm. Tại sao? À, ở đó không có gì để làm. What does she mean by this? Dạ, cô là cô. Cô ấy... Cô ấy nói có nghĩa là gì? Cái câu nói của cô ấy có nghĩa là gì? Hay là điều này có nghĩa là gì ha? À, câu nói của cô ấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Chẳng có gì để làm thì vậy thì cô ta muốn nói cái gì về miền quê đó? Mình phải chắt lọc ý trong bài ra nhỉ? What are some of the trends that Hoa mentioned? Mention ở đây là đề cập. Đề cập là gì cho cô câu này với bạn Phương? Phương ơi! Bạn Phương ơi, bạn Phương không trả lời. Rồi à, bạn Yến. À, dạ thưa cô là bạn Hoa đã đề cập tới những thay đổi gì? Ừ, đúng rồi. Hay là một vài cái sự thay đổi mà bạn Hoa đề cập đến là sự thay đổi gì? Rồi bây giờ các bạn trước khi trả lời câu hỏi đó thì các bạn chơi cho cô trò chơi Lucky Number. Luật của trò chơi Lucky Number các bạn đã biết rồi, chơi rất nhiều nên cô không giải thích nữa. Bắt thăm trúng câu nào mà là câu hỏi thì các bạn phải answer. Còn mỗi một câu đúng các bạn ghi được 10 điểm. Câu nào mà bắt trang thăm trúng Lucky Number thì các bạn không cần trả lời và vẫn ghi được điểm. Cô chia ra làm hai đội là Team A là tổ 1 và tổ 2 và Team B là tổ 3, tổ 4. Mời các bạn bắt thăm câu trả lời. Bắt thăm trúng câu nào là trả lời câu đó. Nhà mà những câu hỏi này là ở trong sách giáo khoa của bài Dialogue. Nào number which what number? Cô mời tổ 1 trước, đội 1 trước, team A, đội A. Rồi bạn Nghiệp bắt thăm đi Nghiệp.
Thầy cô là em chọn số 5 ạ. À, các bạn của team A, team B, các bạn cứ tự bật mic lên, bắt thăm và nói cho cô nha. Không cần phải để cô gọi nha. Rồi bạn Nghiệp chọn số 5. Nào, Asha, where has Na been Nghiệp? Cô là... Câu hỏi đó, câu hỏi A trong bài á. À, Nghiệp. Thưa cô là Na have been to Kim Liên ạ. Yes, good. Rồi bạn, câu này là những cái câu hỏi là các bạn dựa vào bài dialogue để trả lời nha. À, bạn Nghiệp answer Na has been to Kim Liên Village. Yes, that's good. Bạn ấy đến làng Kim Liên, được không? Na has been to the Kim Liên Village. Rồi, chút nữa các bạn phải viết câu trả lời vô đấy nhỉ. Đây, team A, Nghiệp là ở team A, đúng không? Team A give 10 mark. Các bạn tổ trưởng, các bạn tổ trưởng nhớ điểm cho tổ mình nha, xem lúc là tổ nào thắng. Rồi, team B. Team B ơi. Bốn ạ. Đưa cô ạ. Em chọn số 4 cô. Number 4. Cô là em chọn số 4. Rồi. Không cần trả lời, lucky number ghi được 10 điểm luôn. Rồi. Team A. Team A ơi. Dạ em chọn số 2 ạ. Number 2. How long was she there? She ở đây chính là Na đó. Answer Châu. Dạ rồi, cô là she was there for one day. For one day, yeah. She was there for the weekend. Không phải cô ấy đến để ở một ngày đâu, mà em đọc cái khúc nào nói về the weekend á. Đúng không? I went to the countryside for the weekend. Bạn ấy đến vào ngày cuối tuần thì mình người ta không có nói rõ là mấy ngày, hoặc là bạn Châu có thể trả lời có thể là ngày cuối tuần, bạn ở một ngày, có thể ở hai ngày đều được hết, nhưng mình nói cho nó chính xác đi để là for the weekend ha. Rồi, right now bạn Châu, câu trả lời của bạn team A cũng ghi được điểm nha. Rồi ghi cho bạn đó 10 điểm. Bạn nói là ở đây, one day hay là for the weekend? Team B ơi. Dạ thưa cô, em chọn số 6 ạ. Yes, number 6. What are some of the trains that Hoa mentioned? Câu này là câu Y ở trong trong sách. Câu Y ở trong sách. Thưa cô là many remote areas are getting electricity. People can now have things such as refrigerator and television and medical facilities are more easily accessible. Yeah. À rồi, rất là nhiều cái mà đang dần thay đổi mà Hoa đề cập đến, giống như bạn Thư vừa nói đó. Yeah. Many remote areas are getting electricity. People can now have things like refrigerator and TV, and medical facilities are more easily accessible. Đúng rồi. Rất nhiều miền xa xôi đang trở nên dần có điện. Con người thì bây giờ có những thứ như là tủ lạnh và tivi, và các yếu tố, các phương tiện về y tế thì ngày càng được chấp nhận một cách dễ dàng hơn, tiếp cận một cách dễ dàng hơn. À, đang dần tiếp cận dần với các phương tiện y tế. Rồi, đó chính là câu answer. Rồi các bạn ghi vô nhá. Chút nữa cô sẽ chiếu đáp án cho các bạn ghi sau này. Bây giờ các bạn làm tiếp mấy câu còn lại đi. Nào, number. Vừa nãy là team B, giờ team A. Team B, team A đều ghi được điểm hết rồi. Nào team A. Tuấn Anh. Seven. What is her opinion of the countryside? Her ở đây chính là Na. À, ý kiến của cô ấy về miền quê là gì? She thinks the countryside is weird and plentiful. And before, and there is nothing to do there.
Yes, good. Sitting the countryside is peaceful and quiet and there's nothing to do. Cô ấy nghĩ là miền quê thì thanh bình, yên tĩnh và chẳng có gì để làm. Đây là ý kiến của bạn Hoa, bạn Na. Rồi, good. Team A, give 10 mark. Rồi, team B. Team B ơi. Cứ bật nhanh lên, bạn nào trả lời cũng được đi. Nhanh lên cho cô. Số 3. NASA there's nothing to do. What does she mean by it? Nó nói là chẳng có gì để làm. Điều này có nghĩa là gì? Thì cô là maybe she means that the countryside. She means such as movie theater, the Zoom supermarket. Yes. Maybe she thinks that the countryside doesn't have movie theater, library, supermarket, zoo, and there's nothing to do. Đó. Có thể cô ấy nghĩ rằng là miền quê thì không có thư viện, không có rạp chiếu phim, không có siêu thị và không có sở thú, đúng không? Đó. Đó. Tức là những không có những cái đó để cô ấy đi giải trí là there's nothing to do. Mình chỉ đoán thôi chứ còn thực ra cái câu này bạn ấy cũng không nói rõ, là mình đoán cô ấy, đoán chắc là cô ấy nghĩa là nghĩ miền quê là như vậy. Rồi, number the last, team A. Team A. Chị số 1 ạ. Ừ, số 1. Ây, rồi chắc là hai đội hòa nhau đúng không? Cô thấy đội nào cũng trả lời đúng. Rồi bây giờ các bạn ghi câu hỏi, câu trả lời vô vở nha. Ghi được không? Có phải chiếu lại không mấy bạn? Rồi từng câu một các bạn tự ghi ra, câu nào không ghi được thì cô chiếu lên cho. Ví dụ câu này. Rồi trong sách hết đấy mấy bạn. Câu nào cũng có trong sách hết, về nhà tự mở sách ra ghi vào nha. How long là câu B đó. Như câu B ra, câu B và không cần phải ghi ghi câu hỏi đâu, câu hỏi có trong sách rồi. NASA, câu đi. Rồi câu này là câu 5, câu A. Where has Na been? She had been the Kim Liên Village. Câu What is her opinion of the countryside? C. Rồi, bây giờ các bạn làm cho cô phần này.
Hoa's opinion và Na's opinion. Ý kiến của Hoa, ý tưởng của Hoa về miền quê thì sao? Cô mời bạn Thương. Dạ thưa cô, là Hoa's opinion. Em liệt kê bài. Hoa opinion và Rồi, Hoa's opinion là that the things are changing in the countryside. Life in the province is changing for the better. She prefer the countryside. Yeah, đây là ý kiến của bạn Hoa, đúng không? About that, the countryside is too quiet and there's nothing to do. Rồi, she doesn't want to live there permanently. Now what else? Còn gì nữa không? Hai bạn này có hai ý tưởng khác nhau về về miền quê đúng không? À rồi, what do you think about the countryside? Vậy còn ta nghĩ gì về miền quê? Bạn Thương? What do you think about the countryside? I think the countryside is have a beautiful view, too quiet. Dạ hết rồi cô. Yeah, quiet, peaceful, đúng không? Rồi beautiful and the air is clean. The people are friendly. People are friendly. The air is clean. The quiet, peaceful and beautiful. Đó. Now, do you prefer the city or the countryside? The city or the countryside, do you prefer? Bạn thích thành phố hơn hay miền quê hơn? Rồi, who can answer? Trả lời câu này. Không bạn nào giơ tay à? Rồi, cô mời bạn Hân. Hân ơi, do you prefer the city or the countryside? Em chọn lấy một cái, em thích cái nào hơn? Countryside. I prefer countryside. À, why? Why you like prefer countryside? Sao em thích miền quê hơn Hân? Vừa nãy bạn Thương bạn nói một số cái ý về bạn thích miền quê đó. Đúng không? Bạn Thương nói một số điều như là the countryside is very beautiful, peaceful, quiet and fresh, đúng không? Fresh, people are friendly. Đó. Những cái điểm đó làm cho mình thích miền quê hơn, đúng không? Rồi còn nếu mình thích thành phố hơn thì mình cũng trả lời why you like the city. Đó. Về nhà. Các bạn thảo luận và tập nói cho cô về những cái you like or you don't like. You like or don't like the city or the countryside. Mình đưa ra các chủ đề về lý do là sao mà mình thích city hoặc là countryside. Nếu mình thích cái gì thì mình đưa ra lý do vì sao mình thích nha. Rồi, học từ mới cho cô, đọc lại bài, học mẫu câu. Học bài, học từ mới, chuẩn bị cho cô phần bữa sau mình tiết sau mình học là phần listen. Rồi, có bạn nào hỏi cô gì nữa không? Có bạn hỏi cô gì nữa không lớp? Dạ không. Rồi các bạn về nhà chép những câu trả lời vô vở nha. Chép câu trả lời vô vở của mình, mấy câu hỏi, câu trả lời đó. Rồi chép hết những câu trả lời ra, những câu trả lời, những ý gợi ý câu trả lời nó nằm trong sách hết đó. Các bạn lược nó ra rồi chép vô vở. Rồi chuẩn bị lần sau, chuẩn bị phần listen nha, phần speak. Chúng ta xem ở nhà. Rồi goodbye class. Dạ em chào cô.